Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Gần đây chúng tôi thấy rằng thể loại kinh dị máu me và bạo lực có chút thoái trào. Thế thì còn gì tuyệt vời hơn một bộ one shot kinh dị tâm lý nhỉ? Không để các cậu đợi lâu, video hôm nay chúng tôi sẽ mang tới một bộ truyện cực hách não, khiến người đọc không biết đâu là thực, đâu là mê. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Let's go! Mọi chuyện bắt đầu với một câu hỏi lựa chọn: A. Thế giới không bao giờ kết thúc, và B. Thế giới kết thúc vào ngày hôm nay. Đây không phải là một câu hỏi hay điều ước thông thường, nhưng nữ chính của chúng ta lại tưởng nhầm rằng đó là một cuộc bán hàng. Cô chọn bừa đáp án A. Thế giới không bao giờ kết thúc, sau đó nói rằng mình không mua bán gì hết. Tuy nhiên, đáp lại cô là lời chúc mừng vì đã chọn đáp án chính xác, và vì thế cô được nhận một món quà giúp cuộc đời cô trở nên tươi đẹp hơn. Vẫn không tin vào cuộc gọi, nữ chính nói không cần và muốn cúp máy. Đầu dây bên kia tiếp tục thao thao bất tuyệt rằng món quà sẽ gửi đến nữ chính chỉ trong 3 giây nữa. Ngay lúc này, con gấu bông bên bệ cửa sổ chợt đứng dậy và nói: "Xin lỗi, đã để bạn phải chờ." Điều này khiến nữ chính vô cùng kinh ngạc. Trước hết, hãy tìm hiểu nữ chính của bộ truyện. Cô bé tên là Kobayashi Nanako, 17 tuổi. Ngoài ra, chẳng có thêm thông tin gì đáng kể hơn. Thực chất, ngoại hình của Nanako rất xấu xí, nhưng cô thường tỏ ra không quan tâm. Vì ngoại hình của mình, cuộc sống đời thường của Nanako rất khô khan. Hơn nữa, cô còn bị bạn bè bắt nạt. Thậm chí, bạn cùng lớp còn hỏi u ám như Nanako sao không biến mất khỏi cuộc đời luôn cho rồi. Trở lại với câu chuyện câu hỏi lựa chọn ban đầu, Nanako vẫn chưa hết bàng hoàng vì con gấu bông bỗng biết nói. Còn con gấu khệnh khạng thì tự giới thiệu, nó là một con quỷ và sẽ ban cho Nanako 3 điều ước. Con quỷ thẳng thắn trên Nanako xấu hoắc và bị cô nàng hành hung. Tuy nhiên, nó vẫn cố đưa ra lời mời cho Nanako về vụ điều ước. Nữ chính rất cảnh giác, cô hỏi xem liệu bản thân có phải bán linh hồn hay không. Nhưng con gấu đã dịu dàng nói rằng, linh hồn Nanako chẳng đáng giá thế đâu, đừng ảo tưởng. Ở trên lớp, Nanako thường bị bạn bè nói thẳng vào mặt rằng nếu không thay đổi bản thân và cố hòa đồng hơn, cô sẽ còn trinh cả đời. Nanako chỉ biết sống qua ngày một cách bình lặng. Con quỷ cố thuyết phục Nanako rằng trái tim cô bé tĩnh lặng bởi cô không bao giờ mong muốn làm hại ai cả. Thế nên, điều ước đầu tiên nó dành cho Nanako sẽ hứa hẹn cho cô bé hy vọng mới. Điều ước thứ hai sẽ mang tới niềm vui trong cuộc sống. Và điều ước cuối chính là điều Nanako luôn mong chờ, sự cứu rỗi. Điều ước đầu tiên cuối cùng cũng tới. Con quỷ cho Nanako lựa chọn A, trở nên cực kỳ xinh đẹp, B, làm mọi người khác trở nên xấu xí. Lựa chọn của Nanako thế nào ư? Ngày hôm sau, cả lớp phải sững sờ trước vẻ đẹp của cô bé. Đúng vậy, Nanako đã chọn phương án trở nên xinh đẹp. Không rõ tại sao, con quỷ lại chẳng đòi hỏi Nanako trả giá điều gì. Nó còn khẳng định rằng, ngay từ đầu, sứ mệnh của ác quỷ như nó là đem lại hy vọng cho con người và bảo Nanako cứ tự do thoải mái mà sống. Tự ngắm bản thân mình trong gương, Nanako vui đến không dừng được. Lần đầu tiên cô có cảm giác thế này, nên cứ mãi ngắm nhìn bản thân mà thôi. Ngay lúc Nanako đang đắm chìm trong vui sướng, con gấu lại xuất hiện và đưa ra điều ước thứ hai cho cô bé lựa chọn. Lần này, chuyện nghiêm túc hơn rất nhiều. A. Cuộc đời Nanako sẽ chấm hết trong hôm nay. B. Thế giới sẽ kết thúc trong hôm nay. Quá sợ hãi, Nanako hỏi con quỷ có phải mất trí rồi hay không? Nhưng con gấu khệnh khạng chỉ đáp lại rằng đừng quên nó là quỷ. Cuộc nói chuyện của cả hai đã bị một học sinh khác nghe thấy bởi nó diễn ra trong nhà vệ sinh, và không ai biết còn có học sinh khác ở trong phòng vệ sinh đóng kín. Trong lúc Nanako bàng hoàng vì câu hỏi quá điên rồ, con quỷ thản nhiên nói qua đời thì có làm sao. Nanako đã sống mà không biết đến hy vọng, hạnh phúc hay mục đích gì cả. Do vậy, kết thúc cuộc đời với khuôn mặt xinh đẹp hiện tại hay cả thế giới bay màu cũng như nhau đối với Nanako mà thôi, đều vô nghĩa. Không rõ Nanako đã chọn ra sao, nhưng hôm ấy khi ở dưới sân trường, cô bé đã bỏ bê việc trực nhật và chọn đứng tán tỉnh cùng một đám con trai, khiến các bạn cùng nhóm rất bức xúc. Bỏ ngoài tai lời phàn nàn của bạn học, Nanako cho rằng họ đang ghen tị với mình. Điều này khiến cô bạn cùng lớp phát cáu và nắm tóc Nanako mà hành hung. Cô bạn cho rằng Nanako đăng xuất luôn có phải tốt hơn không? Cuối cùng chỉ còn Nanako phải ở lại trực nhật một mình. Ngay lúc cô làm xong việc, một bạn nam tìm đến
muốn nói chuyện cùng cô bé. Hóa ra, cậu ta rủ Nanaki tới thư viện, sau đó cố dỗ dành Nanako rằng khi mọi người xa lánh cô, cậu ta sẽ giúp. Vừa nói, cậu bạn vừa động tay động chân sàm sỡ Nanako. Chuyện gì tới cũng tới, cả hai đã vượt rào làm chuyện người lớn. Nanako như được giải phóng sau hôm đó. Cô bé quan hệ với rất nhiều nam sinh khác nhau, thậm chí có cả giáo viên, và khủng khiếp hơn là làm chuyện đó tập thể trong phòng y tế. Khi trở về nhà, hình bóng của Nanako dường như đã xuất hiện những lỗ trắng, đã có điều gì đó thay đổi dần dần. Từng chút một. Trở lại phòng mình, Nanako nói với con gấu, cô bé mệt nhưng rất vui. Con quỷ chẳng thể hiểu được, quan hệ với nhiều người thì vui sao? Nó chỉ trích Nanako thật nông cạn. Nanako mỉa mai con quỷ có khiếu bình luận. Để đáp trả, nó nói rằng Nanako còn ra tay tiễn người mình ghét bay màu. Thế mà được sao? Hóa ra, việc bị cô bạn cùng lớp ra tay lúc trực nhật để phản kháng, Nanako đã tiễn bạn mình đi luôn. Nanako cho rằng thế giới đằng nào cũng sắp kết thúc rồi. Chuyện đó giờ chỉ như giấc mơ xa thôi. Đúng vậy, lựa chọn ở điều ước thứ hai của Nanako chính là đáp án B, thế giới kết thúc trong hôm nay. Trong lúc này, người ta đã phát hiện ra thi thể người bạn trong thùng rác. Con gấu vui vẻ nói Nanako xong đời rồi. Thật ngây thơ khi tin rằng thế giới sẽ kết thúc trong hôm nay. Lúc này, đã có người tìm tới nhà Nanako. Họ đã biết về việc cô bé hay bị bắt nạt và có ẩu đả chiều nay. Nanako cực kỳ sợ hãi, còn con quỷ thì vui ra mặt. Nó nói mình chỉ đang đùa thôi và đưa ra điều ước cuối cùng cho Nanako. A. Cứ để thế giới không bao giờ kết thúc. Và B. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Trong lúc Nanako căng thẳng suy nghĩ, đám nhà báo đã ở cửa nhà cô bé và cho rằng Mai vẫn giật tít được với những gì đang có. Con gấu lúc này tỏ ra phấn khích điên cuồng. Nó gọi Nanako là quân khốn nạn và hỏi cô bé đã nhận được bài học chưa. Con quỷ cảm thấy vui đùa với con người là chuyện cực kỳ thú vị. Ngay lúc này, Nanako bất ngờ dùng kéo cắt phăng đầu con gấu bông. Giờ mới đến lúc thú vị, Nanako đã nói vậy. Tất nhiên, việc này chẳng thể làm con quỷ biến mất. Cô hỏi nó rằng tỉnh dậy trong lựa chọn B đưa ra nghĩa là gì. Con quỷ giải thích rằng tức là không biến giấc mơ thành hiện thực, mà biến hiện thực thành mơ. Nanako cho rằng điều này nghe thật thú vị, vậy nên cô quyết định chọn B. Nhưng con quỷ đâu dễ dàng buông tha cô bé. Nó nói sẽ cho cô xem vài thứ. Nanako còn chưa kịp phản ứng, đám gấu bông đã tạo phản. Một khẩu súng được biến ra, và nhanh như cắt, một viên đạn bay thẳng đến trán cô bé. Mơ thành thực, thực thành mơ. Nanako tỉnh dậy, thấy mình ngồi trong lớp học, vẫn mang khuôn mặt xinh đẹp. Người bạn hay bắt nạt vẫn ngồi đó và hỏi cô có sao không. Cô bạn hỏi Nanako rằng chúng ta là bạn đúng không? Tôi là người duy nhất đối xử tốt với cậu đúng không? Nanako chỉ biết đồng ý trong hoang mang. Thế nhưng cô bạn chợt hỏi tại sao Nanako lại sát hại mình. Nanako chỉ biết hoảng sợ xin lỗi. Nhưng sau đó cô lại tỉnh dậy trong phòng mình. Con quỷ cười nhạo nữ chính, ra tay xong chỉ nói được mỗi câu xin lỗi thôi à. Tuy nhiên, nó mang tới tin vui. Chuyện ra tay với bạn bè đã thành mơ rồi. Và con quỷ cũng cảnh báo Nanako vẫn ở trong giấc mơ. Giờ thì nó sẽ kéo theo Nanako tỉnh dậy để xem hiện thực ra sao. Và tất nhiên, cô sẽ phải chấp nhận hiện thực đó dù nó có thế nào. Cảnh lại chuyển, Nanako đang nằm trên giường bệnh với rất đông người xung quanh. Đã 17 năm kể từ khi chào đời, cô ấy chưa từng mở mắt. Cơ thể cô ấy yếu ớt, nhưng não lại vẫn hoạt động bình thường. Một điều diệu kỳ đã xảy ra. Nanako chợt tỉnh lại và các bác sĩ, giáo sư xung quanh chào cô trong ngỡ ngàng, bởi bọn họ suy đoán cô sẽ mãi sống thực vật như thế này. Sau khoảng thời gian điều dưỡng cơ thể, Nanako đã ổn định trở lại. Sau 17 năm, cô đã trở nên xinh đẹp và đi lại được như người thường. Tâm sự với bác sĩ về giấc mơ, anh chàng bác sĩ cho rằng nếu cô bé chọn để thế giới vẫn tiếp tục, thì có lẽ sau đó câu nói bị bỏ ngỏ. Anh đưa Nanako về phòng. Hóa ra quá trình điều trị đã khiến hai người nảy sinh tình cảm. Sau khi trao nhau một nụ hôn, chàng bác sĩ dịu dàng ghé vào tai cô, hỏi cô sẽ chọn điều nào. A. Tiếp tục sống thế này và không bao giờ tỉnh lại. B. Tỉnh dậy và bị bắn. Nhớ tới cảnh bị bắn trong mơ, Nanako sợ toát mồ hôi. Còn bác sĩ chỉ tỉnh bơ và nói rằng anh đùa thôi mà, làm em sợ hả?
Trên đây là toàn bộ one shot Happy End, bán vĩnh cửu, mơ mơ thực thực. Chắc hẳn các cậu cũng đang điên đầu vì cái kết của câu chuyện đúng không nào? Nếu ai đó có cách giải thích hợp lý, hãy comment xuống phía dưới cho mọi người cùng thảo luận nhé. Và hãy nhớ like, subscribe và bật chuông thông báo để nhận các video mới nhất của chúng tớ. Bây giờ thì Way to Wear out!